Rip ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy qua nhiều tuyến phố. Rip, tờ Hoan Dinh Việt Hoàn tối ngày 4 tháng 8, mạng xã hội xuất hiện Rip ghi lại hình ảnh chiếc xe ô tô 4 chỗ màu trắng đang lưu thông trên phố Hoàng Cầu bất ngờ đâm thẳng vào một người đi xe máy trên đường. Cú đâm mạnh khiến người phụ nữ ngã văng xuống đường, bị thương nhẹ. Thay vì dừng lại, lái xe đã rú ga bỏ chạy mặc kệ người bị nạn. Chiếc xe điên gây tai nạn rồi bỏ chạy qua hàng loạt con phố. Ảnh N.H theo người dân, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 4 tháng 8 trên phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội. Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc ô tô mang biển kiểm soát 182.XX do một nam thanh niên điều khiển di chuyển với tốc độ cao trên đường khi có nhiều phương tiện qua lại. Sau khi đâm vào người phụ nữ trên phố Hoàng Cầu, lái xe ô tô bỏ chạy đến phố Nguyễn Thị Định và tiếp tục đâm vào hai xe ô tô đang đỗ bên đường Nguyễn Thị Thập, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội mới chịu dừng lại. Một chiếc xe ô tô màu đen bị đâm trên phố Nguyễn Thị Thập, ảnh N.H. anh Nguyễn Hùng, người chứng kiến sự việc kể lại, chiếc xe ô tô đã đâm vào hai xe ô tô màu đen trên đường Nguyễn Thị Thập. Lúc này, lái xe có ý định lùi xe bỏ chạy nên người dân đã quay lại, yêu cầu ra khỏi xe nhưng người này cố thủ trong xe. Đúng lúc này, một số người dân đuổi theo chiếc xe ô tô gây tai nạn từ phố Hoàng Cầu cũng tới kịp. Một số người đã khống chế và lôi lái xe ra ngoài đánh tới tấp. Chiếc xe ô tô gây tai nạn cũng bị đập vỡ kính, hư hỏng nặng phần đầu và đuôi xe, anh Hùng thông tin. Cũng theo anh Hùng, lái xe ô tô gây tai nạn khoảng ngoài 30 tuổi. Rất may hai chiếc xe ô tô bị đâm trên đường Nguyễn Thị Thập không có người ở trong. Người dân khống chế lái xe gây tai nạn trên phố Nguyễn Thị Thập, ảnh N.H theo ghi nhận của phóng viên, vụ tai nạn khiến ít nhất một người bị thương, ba phương tiện hư hỏng nặng. Lãnh đạo công an phường Nhân Chính thông tin, ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an quận Thanh Xuân, Đống Đa đã có mặt tại hiện trường để giải quyết, điều tra nguyên nhân vụ việc. Tách, xe đỡ in, ô tô đỡ in, tai nạn giao thông.